Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đón đợt chiều cường lớn nhất tháng 10 năm nay vào chiều 29 tháng 10 và ngày 30 tháng 10, với mực nước chiều cường đạt đỉnh 1,69 m tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn. Dự báo mực nước tại trạm Phú An, sông Sài Gòn vào ngày 29 tháng 10 sẽ đạt đỉnh 1,67 m vào lúc 4 giờ 30 phút và 1,69 m vào lúc 16 giờ 30 phút. Ngày 30 tháng 10, chiều cường tiếp tục duy trì ở mức cao 1,66 m vào lúc 5 giờ sáng và 1,69 m vào lúc 17 giờ 30 phút chiều. Để chủ động ứng phó với đợt chiều cường cuối tháng 10 năm nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẵn sàng phương án chủ động phòng chống, ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lớn, chiều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt chiều cường cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.